Cái nắp pin này là một lượng vàng, tương đương gần một lượng vàng. 18 là chuẩn 18, là dàn 750 chuẩn Âu, 750 châu Âu. Và Vì Lăng trực tiếp cầm bằng tay, không qua bao tay, để cho quý khách thấy sự trải nghiệm thực tế nhất, như quý khách đang trải nghiệm luôn. Vâng, Kỳ Lăng trân trọng kính chào tất cả quý khách. Hôm nay Kỳ Lăng sẽ giới thiệu với tất cả quý khách một cái sản phẩm mà rất nổi tiếng trong dòng điện thoại Nokia. Vâng, đó chính là chiếc điện thoại Nokia 8800. Và đây không phải là một cái điện thoại 8800 bình thường, mà nó là một cái 8800 bằng vàng nguyên khối. Và toàn bộ thân vỏ, tất cả chi tiết bên ngoài đúc bằng vàng nguyên khối. Và cái siêu phẩm này Kỳ Lăng đã từng làm một video giới thiệu với tất cả khách hàng rồi. Và hôm nay tiếp tục một siêu phẩm khách hàng vừa đặt tiếp nữa. Và khách hàng này yêu cầu Kỳ Lăng là khắc tên của mình lên luôn. Kỳ Lăng khắc tên là chữ Nghị. Vâng, và cũng xin được trình bày với quý khách là vì Kỳ Lăng là người trực tiếp review sản phẩm, đích thân Kỳ Lăng review. Vì vậy Kỳ Lăng muốn những gì chân thật nhất, những gì nó thực tế nhất, không có hoa lá huệ là cầm bao tay đồ gì, nó sẽ gây tính chất là cản trở về sự tiếp cận thân thiện nhất. Bởi vì Kỳ Lăng muốn gửi qua clip này như là quý khách đang ngồi coi trực tiếp tại showroom, thì Kỳ Lăng là người thay mặt quý khách cầm cái máy coi và sẽ chi tiết cận cảnh qua cái camera này. Và Kỳ Lăng trực tiếp cầm bằng tay, không qua bao tay, để cho quý khách thấy sự trải nghiệm thực tế nhất, như quý khách đang trải nghiệm luôn. Và Kỳ Lăng cân thử trọng lượng của cái nắp pin điện thoại Nokia 8800 bằng vàng này là bao nhiêu trọng lượng và bao nhiêu chỉ. Vâng, và Kỳ Lăng cân là 36,4 gram. Rồi, Kỳ Lăng sẽ tính một phép tính. 36,4 gram. Rồi, kết quả là khoảng 9 chỉ 7. Để chính xác hay không thì Kỳ Lăng sẽ cân qua cân chính xác chỉ luôn. Rồi, đây cân cụ thể là 9 chỉ 7, tương đương 9 chỉ 7. 9 chỉ 7 là tương đương sắp xỉ cái nắp pin này là một lượng vàng, tương đương gần một lượng vàng. Nội nắp pin không là gần một lượng rồi, còn bụng và phần thân của phần ngoài đó rất là đẳng cấp. Một chiếc điện thoại Nokia 8800 mà máy lượng vàng nguyên khối 18K nha. Và 18K 18K 750 dàn 75, chứ không phải là dàn 14 hay là dàn 61. Nói chung là không phải là dàn 61, không phải dàn 14, mà nó là dàn 18. Và 18 750. Có nhiều người em gặp ở ngoài á, chưa rõ về vàng 18, cứ bảo là dàn 61 là dàn 18 ấy. Cho nên là phải nhấn định mạnh rõ chỗ này. 18 là chuẩn 18, là dàn 750 chuẩn Âu, 750 châu Âu. Đó là vậy. Và nếu như quý khách nào có nhu cầu một chiếc 8800 bằng vàng nguyên khối như vậy, hoặc là muốn phá cách cho một phong cách khác biệt, đẳng cấp và độc quyền, thì Kỳ Lăng sẽ design và thiết kế khác nữa. Có thể là đến kim cương giữa, hoặc đến kim cương viền, hoặc đến hết kim cương ở vành này, hoặc đến hết kim cương ở vành này, hoặc là đến full kim cương luôn, hoặc là làm một cái họa tiết ở đây theo yêu cầu, hoặc là hình của mình cũng được, hoặc là hình một cái gì đó mà mình thích, hoặc hình người yêu, hoặc bất cứ cái họa tiết gì ở trên này. Tương tự mặt sau cũng vậy, ở cái thìa cũng vậy, ở phần gáy cũng vậy. Nói chung là quý khách chỉ cần có nhu cầu và có ý tưởng thì liên hệ với Kỳ Lăng, hoặc là gọi cho Kỳ Lăng sẽ đưa ra ý tưởng dùm cho quý khách luôn cũng được. Và sau khi quý khách đồng ý thì Kỳ Lăng sẽ tiến hành siêu phẩm xuất hiện cho quý khách. Vâng, và như vậy là Kỳ Lăng đã giới thiệu về chiếc điện thoại Nokia 8800 bằng vàng nguyên khối. Tất cả chi tiết bằng vàng nguyên khối. Đến đây xin được phép kết thúc. Một lần nữa, có rất nhiều clip phía sau, những clip sắp tới Kỳ Lăng sẽ trình bày với quý khách những sản phẩm siêu độc, siêu đẳng cấp, đỉnh cao. Vì vậy Kỳ Lăng rất mong muốn rằng tất cả quý khách hãy ủng hộ Kỳ Lăng bằng cách subscribe kênh YouTube này, cũng như like theo dõi fanpage này để mà cập nhật coi nhiều video hấp dẫn mà Kỳ Lăng chuẩn bị công chiếu nữa nha. Kỳ Lăng một lần nữa chúc tất cả quý khách thật nhiều sức khỏe và luôn thành công, và đồng hành cùng với Kỳ Lăng Luxury. Kỳ Lăng Luxury